Tiếp tục với phần thời tiết dành cho nhà nông. Thời tiết miền Bắc đang dần vào mùa đông và những ngày này thì buổi sáng và buổi tối nhiệt độ xuống thấp dễ ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi, nhất là ở các tỉnh vùng núi. Cụ thể như thế nào thưa chị Quỳnh Anh? Dạ vâng, theo các chuyên gia nông nghiệp, vào mùa đông, vật nuôi thường phải tốn nhiều năng lượng chống rét, làm giảm sức đề kháng, dẫn đến nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh. Một số bệnh nguy hiểm như là tai xanh, tụ huyết trùng, phó thương hàn ở lợn, bệnh lở mồm long móng ở bò, bệnh Newcastle, bệnh Gumboro hay là bệnh tụ huyết trùng trên gia cầm. Một thông tin đáng chú ý là ngay ngày mai, khả năng là có một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc và liên tục được bổ sung ngay sau đó, gây hanh khô kéo dài cho toàn miền. Cụ thể là từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 11, ban ngày trời nắng hanh, về đêm và sáng sớm thì chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, có nơi thì còn dưới 17 độ. Dự báo xa hơn là mùa đông năm nay sẽ rét hơn hẳn năm ngoái. Các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung từ cuối tháng 12 cho tới tháng 2 và gây ra băng giá và sương muối. Vì thế, ngay từ bây giờ, bà con hãy chuẩn bị các biện pháp chăm sóc vật nuôi cho cả mùa đông dài sắp tới. Thông tin khuyến cáo từ bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Đối với chuồng trại, có bạt, rèm tre, đảm bảo chuồng trại kín, ấm và khô. Nền chuồng rải thêm lớp chấu, rơm khô để giữ ấm chân và tăng nhiệt độ trong chuồng. Về dinh dưỡng, cung cấp thức ăn xanh, ủ chua cho châu bò với lượng từ 7 đến 10kg một ngày. Kết hợp ăn thêm cỏ xanh, rơm nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu hóa và đảm bảo sức khỏe cho đàn châu bò trong mùa rét. Cần dự trữ thức ăn xanh, có thể phơi, ủ chua rơm dạ, cỏ khô, thân cây ngô cho châu bò. Còn với lợn và gia cầm, dự trữ thức ăn tinh và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. Bảo quản thức ăn ở nơi khô ráo, tránh ẩm mốc, tuyệt đối không cho vật nuôi ăn thức ăn bị nấm mốc. Lưu ý, cung cấp đủ nước sạch, dự trữ hóa chất khử trùng nước để đảm bảo nước sạch cho vật nuôi uống. Chủ động tiêm vaccine để phòng bệnh, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho vật nuôi trước mùa rét. Chuyển sang thời tiết cho một số vùng chuyên canh nông nghiệp khác trên cả nước. Với Duyên Hải, Nam Trung Bộ, hôm nay và ngày mai mưa tạm dứt. Tuy nhiên, cảnh báo từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 11, mưa lớn diện rộng sẽ quay trở lại, nguy cơ xuất hiện lũ, lũ quét và sạt lở đất. Ở Tây Nguyên, khả năng cũng phải đối mặt với mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 9 đến ngày 13 tháng 11. Bà con cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.